Hello, chào mọi người nha. Tiếp tục phần 2 nha. Mình đã xong 3 phần của nó rồi. Để xem nào. Tiếp tục lên tên này là chúng ta sẽ có một lọt các bạn ạ. Pro luôn. Ok. Tiếp theo đến phần thứ 6.
Chúng ta sẽ tạm dừng cái này đấy đi.